Những pha mà bị dính cực kẹt trong tay của Rowan, anh ta có 11 kill, anh ta clear cả map với 22 người chơi, nó rất chạy. Không phải một khẩu M79 mà đến tận hai khẩu M79, hai khẩu song sát quý gì. Hay M79 như thế này là không đối thủ. 2M79 lực phục hồi máu và chơi tiếp nào. Bo đang rất nhỏ rồi, Bo đang hướng về Bo 4 rồi. Đang là M79 múa liên tiếp đến từ Ruan, không cho người chơi khác còn lại có cơ hội. Người nhiều kill nhất trên màn hình các bạn đó là Ruan, và gần nó không thể cản bước Ruan. Mật mũ quá chạy. Anh chàng đến từ Amphor đang cho thấy không đối thủ, không thể cản bước. Kỹ năng quá cháy, kỹ năng quá ngay và rất bay. Qua xử lý sấy bằng M79 của anh làm khán giả rén luôn. Và khán giả muốn được Ruan dạy cho bắn Free Fire, hãy dạy cho khán giả cách sử dụng M79 đi nào. Two. Chơi còn lại trong tay Ruan vẫn đang là M79, tuyệt cả vời và vẫn không dừng lại. M79 trong tay của Ruan không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Bộ bắn sao mà đỡ được ai vết 4, sao mà đỡ được. Ôi trời ơi, quậy nát cái map luôn rồi, còn có 3 người chơi nữa mà không ai dám ló ra luôn. Ló ra có khi không tồn tại được bao lâu á. Múa cháy thế à, múa mà chính múa dẻo. Ôi trời ơi, bé chu che. Anh chàng tăng bo hồi nãy lên dĩa luôn. Hết tăng bo rồi em. Ruan. Hai thằng nữa. Quay rồi hai thằng này. Quay. Đam mê tăng bo tí nhờ. Rồi sao top 1 Hoàng đi tìm à? Đâu tìm được. Lê Hoàng đang ở đây. Làng Rim Nam PT đang ở kho quân sự. Bạn vẫn đam mê với việc tăng bo của mình. Các bạn đam mê thế nhờ. Ruan sẽ làm gì đây để đối phó với việc hai anh chàng cuối ở tăng bo đây? Tăng hoài thế này. Tăng đến
Bowser. Người ơi, người đang đến Bowser. À, Luhan sẽ đang vô Call Winter để xử lý anh chàng ở Call Winter luôn. Kịp không nhìn đi rồi. Tính là di chuyển về Call Winter, chơi Call Winter này mà. Rồi chúng ta có chốt giải cho Ruan với 150 sao. Ruan âm 80, âm 50, 150 sao cho Ruan. Bo chưa trắng nữa. Bây giờ này phải bo trắng đi chứ. Em mê đấy chưa? Rồi chú mắt cứ để đây chứ. Nào ông nào bỏ cuộc thì nói tôi. Chờ ông nào bỏ cuộc. Tôi để tôi lấy cái bắp tôi ăn ta. À, ông này bày kêu. Này không kêu. Tôi coi ông này đi. Tôi lấy cái bắp tôi ăn. Khi nào quay lại tôi không kêu. Rồi một người đi rồi. Còn hai ông này thôi. Múa gớm rồi. Tôi ăn hết cái bắp rồi. Tôi hình nào già lì hơn. Các bạn đang làm gì? Đang nóng máy được cái gì đâu. Xem ông làm top 1. Cứ ăn rồi. Thế ông nằm top 1. Ngồi tôi ăn chờ cái nào ông nằm top 1 thôi. Tôi cũng theo. Ông nào lì hơn. Còn chưa xong nữa. Tôi thua nhá. Thua. Ok anh em, chúng ta sẽ gặp nhau.